Pew, 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 pew. Tức đã lốc rồi và sẽ phá xoát ra bắn từ đằng sau phía của Yuki, nhưng có vẻ như lượng đam là vâng lại như vậy, lượng đam là đủ với sự hỗ trợ từ phía Kalix. Magico đang cố gắng đi ra, nhưng rõ ràng chúng ta thấy cái mèo chim bắn quá đau và thậm chí là double kill dành cho Kling luôn sau khi giết cái mạng của Red. Magico cần phải cẩn thận, đúng là Magico cũng chết luôn rồi khi mà Kalix mắc cho mình cái tên lửa Crispy dành cho Kalix. Cùng với việc bà hải có lốc lên, cố gắng focus vào Zako, muốn tìm Skymet. Zako cũng chưa chết, có hồi máu từ phía của bà này. Đúng như tôi nói, toàn thì thèn đã cho pha hồi máu tỏa sáng xuống đồng đội. Và với off mà gì, Skymet bây giờ sẽ bà hải ba người lên bảng rồi. Nhưng sự gián tiếp là cái MLM9 nó đã giết chết Queen Doctor. Và thậm chí không phải chỉ có Queen Doctor mà có thêm cả đây nữa. Ưng đã có pha Silent Red và Linh lên từ phía cạnh. Ui trời, một combo chết luôn, unstoppable. Nhưng Kaling sẽ chết tên này với cái vào cuộc 3 Zico. Và như vậy là FZ sẽ pha có 3 lần kèo. Tôi biết chắc điều đó khi mà có 3 người FZ mà quên bảng double kill để cho Kanka có mắt ở đây. Và bên phía One Smile họ biết rằng đối phương đang tầm vị trí này, cũng như có thể đép từ cái land top. Sẽ là pha đi lên và nhìn thấy 3-2. Thằng 3-2 đang làm rất tốt những cái công việc đúng với cái tên của anh, nhưng mà có vẻ không phải pha 3-2 mà pha ngáo mà thôi. Và bây giờ thì DP đã bắt ulti của mình lên rồi, cắm cọc của Magico giết được cái bàn của ông Magi. Cùng với đó là Zako bây giờ tiếp tục dí băng trụ luôn từ phía Kaka. Kaka phải về dân, Kaka quá hổ báo và Kaka đã lên bảng rồi, double kill cho anh nhưng anh cũng đã chết. Các đồng đội thì đứng tiếp ở đằng sau mình, Kaka băng trụ có vẻ như đó pha tiếp vô không được hợp lý cho lắm. Nhưng dẫu sao thì Owen and Smile họ cũng đã thắng trong pha combat vừa rồi. Đã lock rồi và có thể muốn đánh nhau từ phía 3-2. Cắm cọc ra của Tentiten hồi máu cho Red. Red vẫn đang bị silent nhưng bây giờ pha và stun từ phía của 3 số không có Yuki. Yuki lên bảng rồi. Ở đây thì đó là pha đuổi theo 3-2. Tinker đang bay ra và có vẻ như là ulti luôn của Sentao, cắm cọc của Magico. Như vậy là Bass gần trên và anh chưa chết ulti của Zaknak. Bây giờ thì chết hết đi, double kill cho Kanka, double kill cho Red, một pha tiếp ngoài. Owen and Smile đang quay trở lại cực kỳ mãnh liệt. Họ không để mất ai cả, họ giết tất cả đối phương của Mercury. Giờ sẽ tiếp tục push vào cho bot. Tôi nghĩ họ cần phải lên thêm nhiều người bên mail nữa. Trong đó thì Red lên cho mình cái Blink và bây giờ quang focus lên top. Và tiếp tục focus Kaling cắm cọc luôn từ phía Magico. Vâng bật bê và bây giờ lúc đàm Kaling cỏ già ngáo ngơ thể mít và lên game rồi. Mỗi tội là về thời điểm sau, không khi có vài pha bắt tổng khá là khó hiểu thì họ đang mất dần đi thế trận. Và chưa có dấu hiệu gì là sẽ quay trở lại được với nhịp điệu của trận đấu. Khi bây giờ là ulti của Sentao pha sun slow cực kỳ nhiều. Ulti luôn nhưng mà vẫn có cây ghost ở đây. Và có vẻ thì vẫn chết mà thôi, không thể là chạy được khi mà Magico đi ra. Ông cái sun con kẹt, ôi rồi vãi cả cắm cọc. Tôi không hiểu lắm pha cắm cọc vừa rồi nhưng không sao cả. Đấy là pha bowling chuẩn xác. Và như vậy là Tinker lên bảng. Killing speed dành cho 2010. Ông vào giờ Brazil nhìn hay thế nhở. Ông Yuki quá đau, Yuki không thể nào sống được. Và đôi bên tình dành cho 2010 tiếp tục lock được Sky lên. Sky làm tất cả gì có thể, nhưng đó killing speed dành cho Bass. Chúng ta đầu được thấy được cái sự khó chịu rồi. Mặc dù họ hơn khá nhiều tiền nhưng họ không thể nào push trụ cách dễ dàng được. Một mình Tinker khiến cho họ rất vất vả với push trụ. Và khi mà trụ bài thì họ thường sẽ khó hơn. Bây giờ là pha và đánh lên. Pha sun nhưng đã bị sơn cắm cọc luôn từ phía Mazo. Cặp từ phía của Tentiten, Yuki đã bị hack. Nhưng Yuki và Tentiten quay trở lại đây bằng pha lock của Zako rất hay. Zako đã chết cùng với đó là đạt hip. Bây giờ bật ma lên, push xuống mid thôi, bật BKB lên. Như tôi nói về một cái giáp phản là không đủ để có thể counter được Tinker. Nhưng Tinker đã bị lock lên. Vậy Tinker rất tích hợp để có thể khiến cho Tinker lên bảng. Với việc Tinker lên bảng thì một lane là cực kỳ gì. Cắt card được meeting và họ sẽ ăn lại cho mình Grand Mid. Đã có cô gì gì. GG phút thứ 36, một chiến thắng xứng đáng cho Owen and Smile. Dire victory.
Vừa rồi phần stream và bình luận của Musashi từ Pipiso, cảm ơn quý bạn đã chú theo dõi. Xin chào và gặp lại sau mấy phút nữa. Pew 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 pew.